Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với đôi kinh dị và phát thanh khủng bố. Thế là lại mấy ngày uh, Tiến chưa kịp ra chuyện và hôm nay thì các bạn đã được nhìn thấy diện mạo của mình rồi, có hơi tả tơi một tí nhưng mà vẫn cố gắng để mang tới nhiều video nhất có thể trong một tuần. Mong là với tấm lòng rộng lượng của các bạn thì sẽ không uh, bắt chẹt mình quá nha. Mình cũng rất muốn là ra chuyện được nhiều hơn. Hãy cùng đến với cả tập ngày hôm nay nhé. Chương 929 Mỗi một chuyện, mỗi một màn, mỗi một điều, mỗi một đường, có vài chuyện và có vài người. Cho dù là bản thân Tô Bạch cũng không ngờ được sẽ nhanh chóng đụng phải nhau như vậy. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng, vuốt lên lan can bên cạnh mình. Lúc này thì trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ đến những lời nói bi thương đau xót của đường hậu chủ lý dục khi bị giam cầm ở nơi tương tự với cả đình nghỉ mát trước mắt tâm cảnh của hắn ngược lại cũng không kém bao nhiêu buồn bã thực ra cũng có đây sợ hãi hoảng hốt kinh hoàng và bất an sâu sắc thực ra đã sớm viết lên gương mặt của hắn rồi đối với một nam một nữ đó tô bạch vẫn còn tràn đầy hận thù hơn nữa cũng đã từng nổi lên ý nguyện to lớn có một ngày nhất định phải giết chết cả nhà bọn họ nhưng mà khi thực sự sắp gặp lại vẫn là nỗi sợ hãi lấn át mọi thứ. Bởi vì một nam một nữ này xuyên suốt quá trình mình sinh ra và xuyên suốt quá trình trưởng thành của mình. Thậm chí hiện giờ sở dĩ mình đi trên con đường thính giả này cũng là nhờ bọn họ ban tặng. Một nam một nữ này ở một mức độ nhất định còn đáng sợ hơn cả lệ chi. Sức ảnh hưởng và sự thay đổi của bọn họ đối với mình dường như là ở mọi phương diện. Hắn hít một hơi thật sâu, Ngược lại cũng không trực tiếp nhảy xuống để rời khỏi chuyện xưa này từ sớm. Cũng không phải Tô Bạch có bao nhiêu quyến luyến đối với cả Hân Nhi. Cũng không phải mình si tình bao nhiêu. Nhất định phải học Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Người ta yêu mà đến chết vẫn quấn quýt không rời. Tô Bạch cũng không quái đản như vậy. Càng không có cố chấp như vậy. Chỉ đơn thuần là vì trước đây nhìn thấy hai người đó. Hoặc là do những ký ức đã được rót vào ngày trước hoặc là nhìn thoáng qua bằng cơ duyên xào hợp trong thế giới chuyện xưa lần này nếu như có thể đứng ở đây và nhìn thấy bản thể của bọn họ chuyện này quả thực khiến tô bạch rất khó từ chối cho dù tô bạch biết rõ sự đáng sợ và mạnh mẽ của hai người này nhưng mà loại khao khát đó vẫn khiến cho hắn chọn tiếp tục ở lại nơi này và chờ đợi dù sao thì sớm muộn cũng phải gặp thôi huống chi lần gặp mặt này chắc hẳn vẫn là người giả mà phát thanh chế tạo ra. Bởi vì bọn họ vẫn chưa chết. Thậm chí ngay cả phát thanh cũng chẳng thể tìm được bọn họ. Trước đây cho dù là huyết thi, khang hy, tử thần và cửu muội, thực ra đều là những sự tồn tại đã chết, là biểu hiện lặp lại từ trong truyền thừa trên người Tô Bạch. Nhưng một nam một nữ đó cũng chưa chết. Phát thanh cũng chẳng có khả năng trực tiếp truyền tống bọn họ tiến vào đây. Nếu như phát thanh có khả năng này thì làm sao một nam một nữ này có thể trốn được tầm nhìn của phát thanh và tiếp tục tồn tại đây? nhưng mà nếu như hôm nay tôi ngay cả dũng khí nhìn thấy nhân bản của các ngươi cũng không có, vậy thì sau này làm sao có dũng khí và tư cách gì để đối mặt với các người chân chính đây? tô bạch nhẹ nhàng siết nắm tay lại, xương mù lại tràn ra, hắn chậm rãi bước ra ngoài, đứng bên bờ hồ, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa đấy. tới đi hy vọng người xuất hiện lần này sẽ là các người trong phút chốc thì từ trong căn phòng đột nhiên chuyển tới tiếng gầm gửi chói tai tô bạch nhíu mày theo bản năng âm thanh này rõ ràng không phải là thứ mà con người có thể phát ra được đây là tiếng của rồng lẽ nào lần này thứ xuất hiện là rồng đen hay sao trong lúc nhất thời thì hắn có hơi thất vọng việc gì cũng đều sợ so sánh cả rồng đen là bởi vì nhận thức vải rồng hơn nữa còn lợi dụng sức mạnh cuối cùng của tấm da để thành công dung hợp vải rồng đen vào trong cơ thể mình. Nhưng mà việc xây dựng tâm lý trước đó của Tô Bạch hoàn toàn được thiết lập xung quanh hai người mà mình sắp đối mặt. Đột nhiên đổi hai người đó thành rồng đen. Lập tức rồng đen rõ ràng có hơi nhạt nhòa. Thế này thì quả thực có hơi bất công với dòng đen rồi. Ngay khi Tô Bạch cảm thấy có hơi thất vọng, thì tiếng rồng ngâm lại chuyển tới. Nhưng mà lần này tiếng rồng lại thuộc về không phải là loại uy nghiêm và kiêu ngạo của long tộc, thứ có chỉ là sự sợ hãi và bàng hoàng, như thể con rồng đen này đang gặp phải chuyện gì đó đáng sợ vậy, khiến nó hoàn toàn vứt bỏ danh dự và uy nghiêm của mình xuống. Cửa vẫn chưa mở, giống như lại bị thứ gì đó chặn lại vậy. Điều này khiến Tô Bạch cũng hơi khó hiểu. Lẽ nào bên trong cánh cửa đó còn có chuyện gì đang diễn ra sao? Ba tiếng rồng ngâm dồn dập truyền tới. Lần sau vồn vã hơn lần trước. Lần sau trầm thấp hơn lần trước. Và lần sau thì cũng nguy cấp hơn lần trước. Khi đến một tiếng cuối cùng, lại càng mang theo ý thứ tuyệt vọng. Phụt. Máu tươi chảy ra, thuận theo khe cửa. Máu tươi này rất đặc, cũng mang theo mùi tanh tuổi gây mũi cực mạnh. Nhưng mà đồng thời trong đó cũng hàm chứa năng lượng đáng sợ, khiến Tô Bạch có hơi kinh hồn bạt vía. Đây là máu rồng hắn lập tức tiến lên duỗi tay đẩy cửa nhưng mà cánh cửa này giống như lúc trước khi nó không mở thì cho dù tô bạch có dùng sức thế nào cũng không thể lay chuyển được nó đây chính là quy tắc ở nơi này một quy tắc không thể thay đổi giống như trước đó khi tô bạch chém giết với cả mấy vị kia bên hồ nước khí tức năng lượng hoành hành và càn quét xung quanh nhưng bây giờ xem ra nơi này ngay cả cây cỏ cũng không bị phá hoại mà vẫn còn có hình dáng vốn có cửa không mở được nhưng máu rồng lại chảy ào ạt ra ngoài như không cần tiền vậy tô bạch trực tiếp ngồi xổm xuống bắt đầu nếm thử máu rồng ở bậc thèm đồng thời sức mạnh của máu rồng ở xung quanh bị hóa thành những tia sáng màu đen chủ động hội tụ trong cơ thể của tô bạch đây là kỹ năng tô bạch nhận được khi dung hợp với cả vũ khí bản mạnh nhưng mà hắn không thường sử dụng bởi vì hắn vẫn thích trực tiếp đâm răng nanh của mình vào cổ kẻ địch rồi hấp thụ dòng máu nóng hổi của bọn họ hơn nhưng mà lần này là vì máu rồng quá nhiều, nhiều đến mức Tô Bạch không dựa vào kỹ năng này thì hoàn toàn không thể hấp thu được. Chỉ có điều trong phút chốc, sau khi Tô Bạch dựa vào năng lượng của máu rồng để khôi phục lại thương thế của mình, hơn nữa còn quay trở lại trạng thái đỉnh cao của mình, hắn quả quyết đứng dậy, dừng việc hút máu rồng lại. Chuyện gì sợ nhất cũng chính là quá tốt. Tô Bạch vẫn nhớ lúc mình dung hợp vải rồng trước đấy, nếu bên cạnh không có đám người gia thấu, hỏa thượng và mập mạp làm hộ pháp hỗ trợ, thì mình có thể sẽ bị long uy này cắn trả. Lần này một mình ở đây cũng không thể làm loạn được. Hơn nữa vừa rồi Tô Bạch cũng cảm giác được, khí tức của ác long đã dần dần biến mất. Một khi nó chết, vong hồn và oán niệm của nó đều sẽ tự nhiên chui vào trong máu tươi và thi cốt. Cho nên hiện tại máu của nó đã không còn an toàn như vậy nữa chỉ có điều nhìn thấy vẫn còn rất nhiều máu rồng chảy vào trong hồ nước bị tinh lọc thành nước trong một cách lãng phí như vậy trong đáy lòng của tô bạch vẫn không nhịn được mà hơi đau lòng đây thật đúng là lãng phí của cửa trời mà răng rác tiếng ma sát liên tục nhiều lần truyền tới đúng lúc này cánh cửa trước mặt tô bạch lại xuất hiện vết nứt cuối cùng dầm một tiếng cửa sập rồi nếu trước đây nói còn có một cánh cửa thân là chướng ngại vật thì hiện tại ngay cả chướng ngại vật duy nhất cũng chẳng còn hô hấp của tô bạch có hơi nặng nề cũng mang theo một chút ớn lạnh con ngươi luôn theo bản năng đi chọn những thứ mà mình không muốn đối mặt ngay lúc này ngay giờ phút này tô bạch cũng có một loại cảm giác như vậy nhưng mà hắn vẫn miễn cưỡng đứng ở nơi này càng là người kiên cường thì lại càng chán ghét sự yếu đuối của mình tô bạch chính là một người như vậy từ rất lâu cho tới nay hắn đã quên mất yêu thương thật tốt bản thân có nghĩa là gì chỉ còn cưỡng ép mình khắc phục khuyết điểm này đến khuyết điểm khác đây không phải là đời người mà là một loại thái độ thi thể của rồng đen phô bày ở cửa nhưng mà nó đã biến thành một bộ xương rồng hóa đá không còn một chút tác dụng nào nữa nó dường như đã biến thành một phông nền bi ai nhất vào lúc này Tô Bạch tiến lên trước một bước, dự định bước vào. Bên trong cửa rốt cục là ai? Là người đàn ông đó hay là người phụ nữ đó đây? Thì hắn đều muốn gặp hết. Muốn đi gặp bọn họ một lần với bản thân trực quan nhất. Trong một khắc chân trái của Tô Bạch bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên toàn bộ mọi thứ xung quanh dường như đều xuất hiện sự thay đổi to lớn. Cảnh vật dường như mãi mãi không thay đổi, cuối cùng cũng không còn là bộ dáng nguyên bản nữa. Chân trái và chân phải chân trước và chân sau dường như là hai nơi cách biệt như trời với đất vậy phía trước là lối vào yêu huyệt tô bạch vẫn còn nhớ hai đống xương khô bên cửa vào đó phía sau vẫn là hồ nước và đình nghỉ mát thế này là có ý gì tô bạch có hơi khó hiểu cũng hơi mờ mịt phát thanh là có ý gì đây hắn không cho rằng tử thần trước đó đã lừa mình trong này hoàn toàn không có cha mẹ của mình đó là lời nói dối cuối cùng của tự thần bởi vì theo quan điểm của tô bạch hoàn cảnh trạng thái lại kết hợp với cả hành động hiện tại của mình nếu cha mẹ mình có thể đi ra ngoài từ phía sau cánh cửa ở nơi này vậy chắc chắn sẽ rất thỏa mãn yêu cầu tính cốt truyện của phát thanh ngay khi anh tiến vào chuyện xưa cho dù anh không phải là người tham gia gốc của chuyện xưa lần này nhưng mà nếu như anh đã tiến vào, vậy toàn bộ hành động của anh đều sẽ được giải thích thành hai chữ đơn giản nhất phía phát thanh. Đó là thú vị. Nhưng mà tình cảnh này là phát thanh đang định buông tha sao? Hoặc có lẽ là phát thanh cảm thấy trách nhiệm người canh cửa này của mình đã hoàn thành rồi. Cho nên nó dự định sẽ cho mình rời khỏi nơi này. Như vậy để đi tới bên yêu huyệt. Lại cho mình thời gian 3 tiếng đồng hồ để tìm kiếm bảo vật. Săn giết đại yêu. Mang theo chút hoa quả trở về sao? Dù sao thì mình cũng dựa vào quyền hạn của phần thưởng để vào đây. Phát thanh sẽ không cho mình một chút lợi ích nào hết. Thế này quả thần cũng chẳng có cách gì để có thể nói nổi nữa. Tuy rằng theo quan điểm của Tô Bạch, mình đã nhận được lợi ích vượt qua sự mong đợi từ chỗ của huyết thi và tử thần. Nhưng mà nếu phát thanh cảm thấy vẫn chưa đủ, vẫn muốn tặng thêm cho mình một chút, vậy Tô Bạch cũng sẽ không ngu ngốc đi từ chối. Nhưng mà thật sự là như vậy sao? thi thể con rồng đen đó rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với nó vậy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử là một sự sắp xếp thế nào đây hai cha mẹ hờ đó của mình phát thanh vẫn chưa tìm được bọn họ sao nhưng ngay cả chế tạo ra hai con rối của nhân bản nó cũng không thể làm được sao nếu đã tới thì cứ an tâm bỏ lại tuy rằng huyết thi đã đi xuống nhưng mà tô bạch cũng cảm thấy mình đã làm rất nhiều rất nhiều thứ cho phía bên Huân Nhi rồi. Huống chi hắn cũng không cho rằng huyết thi đi xuống. Sẽ thực sự một lòng một dạ giúp phát thanh thành công hoàn thành cốt truyện. Cách thức hành động của anh ta chắc hẳn sẽ giống như con quỷ trong bức tranh ở sơn môn đạo gia của thế giới truyện xưa này ngày trước. Và ông chủ người da đen của cửa hàng tiện lợi trong truyện xưa trước kia. Cũng bởi vậy thả huyết thi xuống. Một mặt là vì tô bạch quả thật khó có thể từ chối truyền thừa hoàn chỉnh của tơ móng nhưng một mặt khác cũng là cố tình mang đến một chút ý tứ ấm ức cho phát thanh chân phải nhấc lên tiến về phía trước toàn bộ mọi thứ phía sau hoàn toàn biến mất sau người cũng biến thành một vách núi đen tô bạch ngẩng đầu nhìn lên phía trên nơi lối vào của yêu huyệt này ở vị trí sườn núi nhưng một mặt của vách núi này lại dốc đứng cũng không có sơn đạo lúc trước mình Hòa thượng và gia thố đã leo xuống từ phía trên. Tiểu gia hỏa vì cứu mình cũng từ trên bò xuống. Một mình bò vào trong yêu huyệt. Chỉ có điều ngay khi hắn tiếp tục tiến lên hai bước, ngẩng đầu nhìn. Lại phát hiện ra thi thể của con rơi đó vẫn còn ở phía trên. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch nhận ra có điều không đúng. Huân Nhi tiến vào thế giới chuyện xưa này. Tính toán dựa theo cột mốc thời gian Chắc hẳn phải là sau thế giới chuyện xưa mà mình và đám người mập mạp đã tiến vào lúc trước. Nhưng ngay khi Tô Bạch nhớ ra khi ấy, mình hòa thượng và gia thố ở nơi này. Thi thể con rơi đó rơi xuống dưới rồi, còn dọa ba người khiếp vía. Nhưng mà hiện tại thi thể con rơi này vẫn còn ở phía trên mà không xuống. Điều này có nghĩa là gì đây? Mốc thời gian đã xuất hiện sự thay đổi rồi sao? Cũng không phải là mình được truyền tống song song sao? Vù! một âm dung chuyển tới từ phía sau anh ta tô bạch hơi nghiêng đầu đi một tia sáng trắng bay qua cổ của hắn nhưng mà rất nhanh lại thay đổi phương hướng bay về phía tô bạch một lần nữa vù tay của hắn bắt lấy đĩa ném đó một cách chuẩn xác trên đĩa ném mang theo răng cưa sắc bén nhưng mà đối với cả tô bạch của hiện tại mà nói nó quả thực không tạo thành uy hiếp gì người khống chế ý niệm lực Tô Bạch phát hiện ra trên đĩa ném này có rất nhiều phù văn. Đây rõ ràng là một vũ khí được cải tạo lại cho phù hợp với cả người cường hóa ý niệm lực khống chế. Vút! Trên đĩa ném đột nhiên phóng ra một tia sáng trắng. Ấn công bằng tinh thần lực. Tô Bạch nhanh chóng tập trung tinh thần để đề phòng. Cũng may tuy rằng đòn tấn công bằng tinh thần lực này xảo quyệt nhưng mà cũng không đến mức lay chuyển được tâm thần của hắn. Người cường hóa song tu, ý niệm lực và tinh thần lực sao? Hơn nữa, rất dễ nhận thấy, đối phương đã có thể điều khiển đồng thời tinh thần lực và ý niệm lực. Hơn nữa, cũng đã bắt đầu dung hợp. Đĩa ném này chính là minh chứng rõ ràng nhất. Dầm Trên vách đá, trong bàn tay của người phụ nữ đi bốt ra, cầm một sợi dây thừng, bắt đầu trượt xuống dưới. Cơ thể của cô ta rất nhẹ nhàng, lại còn là một loại nhẹ nhàng trái với cả lẽ thường. Cô ta đang dùng ý niệm lực để khống chế tốc độ trượt xuống và phương hướng của mình để đảm bảo tốc độ của mình có thể trượt xuống mà không phải là bị tổn thương gì cả ngay khi tô bạch ngẩng đầu nhìn cô ta một bóng ma xuất hiện phía sau người hắn một cách quỷ gì một thanh thủy thủ đâm tới trực tiếp xoẹt qua cổ của hắn ngay khi thủy thủ tiếp xúc với cơ thể của hắn cơ thể của hắn hóa thành xương máu tản đi sau khi nhận ra mình đã mắc mưu bóng ma lập tức lùi về sau thế nhưng cơ thể của tô bạch lại trực tiếp xuất hiện phía sau bóng ma đá một cước tới. Bóng ma tiêu tan, lộ ra cơ thể một người đàn ông trẻ tuổi, đối diện với một cước lực lớn, sức nặng của Tô Bạch. Cơ thể của gã đàn ông này hơi nghiêng đi, khó khăn lắm mới tránh được một đòn. Đồng thời hai tay cũng bắt lấy cẳng chân Tô Bạch, thuận thế kéo lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đôi bên liên tiếp tung quyền, vật lộn hơn mười mấy lần. Tô Bạch thì sừng sững bất động, nhưng mà điều khiến cho hắn hơi ngạc nhiên. Chính là thực lực của gã đàn ông này rõ ràng còn chưa dung hợp vũ khí bản mệnh Nhưng mà lại luôn mượn lực, đánh lực bằng một cách thức rất kỳ quái. Cưỡng chế kéo mình vào một cục diện ít nhất trông có vẻ là bất phân thắng bại. Ngay khi người phụ nữ xuống dưới, Tô Bạch gia tăng lực đạo trong tay. Người đàn ông không dám tiếp tục giảng co với hắn một cách nghiêm túc, mà nhanh chóng lùi người lại, về đến bên cạnh người phụ nữ. <laughs> người anh em, người anh em, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi. Người đàn ông vừa nhận sai một cách thành khẩn, vừa cùng người phụ nữ kéo giãn một khoảng cách. Rõ ràng hai người đã chuẩn bị sẵn sàng liên thủ với nhau. Khoảng cách này thích hợp cho người cận chiến, làm đệm để giảm sóc cho người cường hóa tinh thần. Anh đẹp trai, lạ mắt thật, có thiếu người làm ấm dương không? Người phụ nữ tặng cho Tô Bạch ánh nhìn long lanh đầy kín đáo nhưng mà Tô Bạch có thể cảm giác được, phía sau người phụ nữ này có năm thanh kim loại sắc bén đang nổi lên, chuẩn bị phóng tới bất cứ lúc nào. Rất dễ nhận thấy người phụ nữ xinh đẹp này cũng không có một chút cảm giác là muốn lấy thân báo đáp gì cả. Thực lực của một đôi nam nữ này không cao, hoặc là nói thực lực tuyệt đối không cao. Nhưng mà xét từ tình hình giao tranh vừa rồi, nếu hai người bọn họ liên thủ, có khả năng một thính giả vừa mới dung hợp vũ khí bản mạnh cũng có thể bị bọn họ giết chết. Thực sự thì sự hiểu biết của bọn họ đối với cả cường hóa của mình quá sâu sắc, cũng vận dụng nó quá nhuẩn nhuyễn. Này anh bạn, đây là vợ chưa cưới của tôi đấy. Cô ấy muốn làm ấm giường cho anh. Tôi cho anh thả lỏng tinh thần đấy, được không nào? Thanh niên nói với vẻ mặt tươi cười, vừa nói còn bước lùi lại với vẻ ngượng ngùng, giống như có hơi mất mặt, không chịu nổi, lại cũng giống như là có chút tuổi thân và sâu nình đây quả thực là một lời đề nghị rất tuyệt vời đồng thời cũng rất kích thích nội tâm kích động của đàn ông chỉ có điều sau khi tô bạch nhìn ra bước chân của gã đàn ông này trên gương mặt lại lộ ra vẻ hơi đam chiêu mà xuyên qua nhánh thời gian trong chuyện xưa cũng không có khả năng thay đổi thực sự ở trong hiện thực bằng không thì phát thanh hoàn toàn có thể dựa vào loại thủ đoạn này để trở về quá khứ chết dữ liệu của hai cha mẹ hờ đó của mình tham gia vào chuyện xưa này như trước. Rồi lại gia tăng độ khó của chuyện xưa này khiến cho hai cha mẹ hở đó của mình chết thảm. Việc này hoàn toàn không có ý nghĩa, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến thứ gì cả. Chỉ có thể tính là một loại tự giải trí, tự tiêu khiển rất vô dụng. Tính theo hướng tệ nhất, cho dù phát thanh có loại năng lực này, thì nó cũng không thể làm như vậy. Một khi làm như vậy, thoạt nhìn rất tốt, rất lớn mạnh, nhưng về một mức độ nhất định, điều đó đã phủ nhận sự tồn tại chân chính của bản thân phát thanh bởi vì nếu nó thay đổi quá khứ cũng là một loại thay đổi đối với chính nó phủ nhận người khác thực ra cũng là phủ nhận chính mình mình tham gia với hai người này cùng thăm dò yêu huyệt sao tô bạch đột nhiên cảm thấy thú vị hiện tại rõ ràng người này cũng chẳng có khả năng biết được thân phận của mình hơn nữa tuy rằng bây giờ bọn họ đã có thể lên đến mức hoàn toàn xuất sắc nhưng vẫn có sự tranh lệch thực lực với tô bạch của như cũ chỉ có điều ngay khi tô bạch đang định được thì hình ảnh ở nơi này lại bắt đầu trở nên mơ hồ hắn thậm chí còn nhìn thấy gương mặt của hai cha mẹ hờ đang đứng trước mặt mình xuất hiện sự thay đổi bọn họ bắt đầu trở nên già đi loại già này là một loại trưởng thành là một loại chuyển giao từ thanh niên sang trung niên chết tiệt là chuyện gì vậy hình ảnh xung quanh bắt đầu xuất hiện vô số bông tuyết một lực đạo khổng lồ bắt đầu đẩy tô bạch lùi về sau dầm tô bạch lảo đảo lùi về sau một bước toàn bộ mọi thứ xung quanh đều khôi phục lại nguyên trạng hồ nước đình nghỉ mát yên tĩnh và tao nhã những thứ trước đó thật giống như là một giấc mơ hão huyền nhưng tô bạch biết rõ đây chắc chắn không phải là mơ thi thể của con rồng đen còn nằm nguyên trên mặt đất dường như đang lặng lẽ nói lên điều gì đấy trong phút chốc một loại cảm giác hoảng hốt đáng sợ ập tới tô bạch nhận ra một chuyện đó chính là phát thanh lại liên tiếp thất bại hai lần trong một khoảng thời gian ngắn trước đó nếu như không có bất ngờ gì xảy ra phát thanh chắc hẳn muốn chế tạo ra con dối của cha mẹ hờ mình nhưng lại thất bại rất dễ nhận thấy con dối đó đã trực tiếp giết chết con rồng đen cũng sẽ ra trận đấy cuối cùng lại phát thanh thủ tiêu dù sao cũng là chuyện xảy ra ở phía sau cửa cái này cũng giống với cả hậu trường của một vở kịch nói. Phía sau màn xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến việc tiết mục đang biểu diễn trên đài tiếp tục được tiến hành. Khán giả cũng sẽ không quan tâm và để ý đến. Sau đó, sau khi thử lần thứ hai thất bại, phát thanh thử cho Tô Bạch tiến vào trong hồ sơ lưu trữ thế giới chuyện xưa của cha mẹ hờ mình đã từng trải qua trước đây. Nhưng mà nhìn từ hình ảnh cuối cùng thì phát thanh lại thất bại rồi. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Bây giờ một nam một nữ đó rốt cục đang trốn ở nơi nào? Hiện tại hai người bọn họ rốt cục đã mạnh đến mức độ nào rồi? Vậy mà còn có thể khiến Phát Thanh hai lần chịu thua trong khoảng thời gian ngắn? Một loại cảm giác hoảng sợ to lớn đè nặng lên người Tô Bạch. Thân là con dối của Phát Thanh, thân là một thính giả. Anh còn có thể đi phỏng đoán tính cách và tiết tấu chuyện xưa của Phát Thanh. Thậm chí từ một mức độ nhất định, Phát Thanh cũng sẽ nói lý lẽ một cách rất không công bằng hoặc là công bằng. Thế nhưng mình thân là con dối do một nam nữ đó tạo ra. Tô Bạch hoàn toàn không rõ rốt cục mục đích của một nam một nữ này là gì. Đây là một loại cảm giác mà hắn rất phản cảm, cũng là cảm giác khiến hắn khó chịu. Vốn hắn cho rằng hai người đó chắc hẳn đang trốn ở trong cống rãnh nào đó run lẩy bẩy như một con chuột. Mà mình, mình đã trở thành một người có thâm niên, chắc hẳn đã thoát khỏi tầm kiểm soát của họ. Con trai thực sự của bọn họ ngoại trừ lần làm thần long thấy đuôi ở trước mặt mình, khiến mình buồn nôn hai lần ra, thì cũng không dám chân chính gặp mặt mình hiện tại. Thế nhưng bây giờ Tô Bạch phát hiện ra mình đã sai rồi, hơn nữa còn là sai đến nghiêm trọng. Ngay từ đầu hắn đã đặt nhầm vị trí của cha mẹ hờ đó của mình trong bố cục của Phát Thanh. Bọn họ không phải là con chuột run rẩy trong cống rãnh, mà là hai con rắn độc đang ngủ đông thậm chí ngay cả phát thanh cũng không có cách nào chơi đùa bọn họ. Còn có một cánh cửa nữa chưa mở, nhưng Tô Bạch cũng không có hứng thú muốn biết phía sau cánh cửa là gì. Hắn đi đến bên giường, bên đường ranh giới và nhìn ra bên ngoài. Phát hiện ra trên cơ bản, thời gian nhiệm vụ chính số 2 của đám người huân nhi đã qua khá nhiều rồi. Một tốp lính nhà Thanh và người phụ nữ quyền quý đó cũng được tiễn đi Bây giờ bọn họ chỉ cần chịu đựng một khoảng thời gian nữa thì có thể hoàn thành nhiệm vụ số 2. Có thể. Chắc hẳn vẫn còn nhiệm vụ chính số 3. Trong lòng Tô Bạch nghĩ ngợi, nhiệm vụ chính thứ 3 sẽ là gì đây? Nói thật, sau khi trải qua một vài chuyện, Tô Bạch đã không còn suy nghĩ mãnh liệt tiến vào chuyện xưa để giúp Huân Nhi được sống sót lúc đầu nữa. Nơi này giống như là chuyện xưa của mình vậy. Bởi vì những gì mà mình từng trải qua trong chuyện xưa này còn đặc sắc hơn cả đám người hôn nhi rất nhiều. Chỉ có điều rất nhanh, ngay khi Tô Bạch nhìn thấy một hình ảnh, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Vẻ mặt vốn khá thoải mái trong nháy mắt trở nên vô cùng căng thẳng. Sao có thể như vậy? Câu thế này thì làm sao bọn họ có thể che giấu tiếp được đây? Nhiệm vụ chính số 2 của bọn họ, sao có thể che giấu được? Tô Bạch lầm bầm tự hỏi. Bởi vì thời gian nhiệm vụ chính số 2 của đám người hôn Nhi còn 6 tiếng, bọn họ nhất định phải diễn tròn vai vận hành khách sạn này bình thường, không để cho khách ở trọ phát hiện ra. Nhưng mà tiếp sau đây vị khách mà bọn họ phải đối mặt chưa đến 6 giờ, mà chỉ cần một giờ thôi, thậm chí là nửa giờ thôi, bọn họ có thể đã không che giấu được nữa rồi. Trong xe ngựa, ba người gia thố mập mạp vào hòa thượng bị thương nặng đều nằm ở trong đấy. Thương thế của bọn họ không nhẹ, thậm chí có thể nói là rất nghiêm trọng tô bạch điều khiển xe ngựa bế con ngồi trên lưng ngựa cùng sóc nảy với xe ngựa cách yêu huyệt còn bao lâu nữa vậy mập mạp hỏi với vẻ có hơi vô lực dựa theo tốc độ hiện tại thì còn một ngày giữa đến hai ngày nữa nhiệm vụ này cũng sắp hoàn thành rồi mập mạp có một loại cảm giác cơn ác mộng cuối cùng cũng sắp kết thúc gương mặt của hòa thượng lộ ra vẻ nặng nề lắc đầu chưa chắc đâu. Hiện giờ thời gian nhiệm vụ 30 ngày còn chưa đến có mấy ngày. Nếu cứ để chúng ta kết thúc nhiệm vụ một cách qua loa như vậy, cũng khó tránh khỏi quá dễ dàng rồi. Thế này mà còn là dễ dàng hả? Hòa thượng, anh không nhìn thấy chúng ta đã thê thảm thành cái dạng gì rồi sao? Mập mạp trông có vẻ rất cạn lời. Nếu như Tô Bạch không kết thúc gông cùng xiềng xích của chúng ta trong bức tranh đó với sự trợ giúp của đứa trẻ kia, mà là dùng cách khác, Vậy Bần Tăng sẽ cảm thấy thế giới chuyện xưa này xem như đã kết thúc rồi. Nhưng mà dẫn chúng ta xuống núi bằng một cách như vậy. Những khó khăn và gian khổ ở phía trước ngược lại sẽ trở nên vô giá trị trong thời khắc sôi trèo mát mái cuối cùng. Phát thanh khủng bố muốn kể chuyện xưa. Kết thúc những khó khăn gần như có thể khiến chúng ta chết sạch bằng một loại cốt truyện khiến các thính giả phát thanh cảm thấy khó có thể tưởng tượng ra nổi. Anh không thấy nó máu chó sao? Cho nên, hòa thượng, ý của anh là vẫn tiếp tục nó sẽ bổ sung gì đó sao? Mập mạp nói với vẻ có vẻ cận lời. Lúc này gia thố mở mắt, mở miệng bảo. Thầy trò đường tăng vừa mới lấy được chân kinh từ lôi âm tự đi ra. Phật tổ và quan âm bấm ngón tay tính. Thấy thiếu mất một nạn. Nên bọn họ thậm chí còn bổ sung một kiếp nạn nữa trước khi thầy trò đường tăng trở về đông thổ đại đường. Phát thanh khủng bố cũng sẽ làm như vậy sao? Các cậu ngồi cho vững nha. Sương mù sắp xuống rồi đấy. Tô Bạch nhắc nhở. Đại khái một lúc sau thì sương mù lớn bắt đầu từ từ xả xuống. Một khách sạn xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Xong rồi, xong rồi. Tô Bạch đứng ở phía trên đột nhiên cảm thấy Phát Thanh đang dùng một lời nói đùa rất lớn với mình. Bởi vì hắn biết nhiệm vụ chính số 2 của đám người Huân Nhi. Nhưng mà Phát Thanh chắc chắn đang cố ý nối hai mạch chuyện sai thời gian lại với nhau. Một màn này Tô Bạch vẫn còn nhớ cảnh tượng khi mình cõng hòa thượng mập mạp và da thố bị thương nặng, từ trên sơn môn đạo ra xuống núi, rồi dùng xe ngựa chở bọn họ trở về. Nhưng sau đấy, đám người mình chắc hẳn đã gặp phải thính giả phương Tây, hơn nữa phát sinh xung đột. Thế nhưng sau khi sương mù lớn đột nhiên xuất hiện tương đương với cả một miếng vá, được phát thanh chỉnh lý, rồi dán vào một mốc phát triển chuyện xưa này của Huân Nhi. Vậy cũng tương đương với lúc này, Tô Bạch, Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố đang thoi thóp trong xe ngựa bên dưới. Thực ra đều là NBC trong chuyện xưa này của Huân Nhi. Nhưng mà cho dù là NBC thì Tô Bạch tin rằng, thực sự cũng không khác người thật là bao. Cho dù Huân Nhi và Sở Triệu đã phát hiện ra được điều khác thường từ trước mà không lộ mặt, nhưng Tô Bạch vẫn sẽ cảm thấy bọn họ có thể giấu giếm được đám người hòa thượng ư. Lộ thông quả thực thận trọng chu đáo, nhưng mà muốn dò thủ đoạn bị bậm gì đó trước mặt hai tên đại nham hiểm như hòa thượng và mập mạp thì quả thật vẫn còn non và xanh lắm. Điểm cốt truyện không thể trao đổi, cũng không thể biếu tặng. Nhưng mà có thể thông qua việc giúp mua đồ trong cửa hàng WeChat để tiến hành biếu tặng. Điều này cũng có nghĩa. Trên người của hai người Huân Nhi và Sở Triệu có thể có pháp khí không tệ. Nhưng mà tuyệt đối không có khả năng có 500 điểm cốt truyện. Một khi nhiệm vụ chính thứ hai thất bại, bọn họ sẽ bị loại bỏ vì điểm cốt truyện không đủ. Câu Bạch cúi đầu, bắt đầu trần trừ. Thực ra mình của hiện tại quả thực cũng có thể xuống dưới. Dựa theo quy tắc của phát thanh đối với cả thời gian mà nói. Sau khi mình xuống dưới, thời gian 3 tiếng đồng hồ mới được xem là bắt đầu tính toán như thường. Nếu lúc này mình nhảy xuống, chắc hẳn có thể kịp thời ngăn cản mình và đám người mập mạp trong xe ngựa khi ấy lại gần khách sạn nhưng mà liên tưởng đến hậu quả và sự sắp xếp sau khi nhảy xuống của mấy người khang hy và huyết tộc trước đấy tô bạch thực sự không chắc chắn cho lắm khi mình nhảy xuống có sống được hay không do dự tiếp tục lưỡng lự ngay khi mình trong hình ảnh đã điều khiển cỗ xe ngựa đến bên ngoài hàng rào của khách sạn tô bạch biết rõ mình nhất định phải đưa ra quyết định cố hết sức mình rồi thuận theo ý trời thôi cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Đúng vậy, là an ủi mình. Tô Bạch dẫm một bước về phía trước rồi nhảy xuống. Không có gì bi tráng, cũng không có gì đau khổ vì tình. Càng không có khóc lóc thảm thiết đau lòng. Một cái nhảy này đối với hắn mà nói cũng giống như là giải thoát thì đúng hơn. Đúng vậy, giải thoát. Một loại giải thoát khỏi trách nhiệm. Cho dù Hân Nhi có thể sống sót hay không, nhưng mà ít nhất thì mình xem như cũng đã cố gắng hết sức rồi cũng không thẹn với cả lương tâm ngay sau khi tô bạch nhảy qua đường ranh giới đó một cánh cửa phía sau cũng từ từ bị đẩy ra bên trong không có lấy một vật gì hết không có người cũng không có vật mà trống rỗng điều này dường như có nghĩa một người nhảy xuống cuối cùng một cửa ải cuối cùng một sự tồn tại cuối cùng người mà gã canh cửa tô bạch này cần đi cảnh giác và ngăn cản thực ra lại chính là bản thân của hắn. Cảm giác nhảy xuống có hơi giống với cả trò chơi PUBG. Dòng khí xung quanh trở nên rất nhanh, không ngừng đập vào cơ thể của Tô Bạch, nhưng mà cũng chẳng có cảm giác khó chịu gì, cũng không cảm thấy áp lực, ngược lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Không có ngã đến bị thương nặng như trong dự đoán, cũng không có sự thay đổi lung tung gì. Tô Bạch đứng vững trên mặt đất ở nơi đấy, trước mặt là khách sạn. Mình đang đứng ở giữa một con đường đá, nhìn chéo lên phía trước chính là cỗ xe ngựa do mình điều khiển, mà xe ngựa lại đang từ từ hướng về phía Tô Bạch, chạy về phía khách sạn. Sự việc dường như có hơi quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến Tô Bạch cảm thấy kỳ lạ. Trước đây mình cũng không làm ra chuyện gì có công đức lớn ở trong hiện thực, phát thành cũng không có khả năng bật đèn xanh gì đó cho mình ở trong này mới phải chứ hả? Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện xưa mà mình tham gia chân chính. Ngay khi hắn đang định đi tới ngăn cản cỗ xe ngựa, thì đột nhiên, hướng mà cỗ xe ngựa đó chạy lại bốc lên sương mù lớn. Xe ngựa từ từ bị sương mù bao quanh. Sương mù tới nhanh mà đi cũng nhanh. Thứ đồng thời biến mất còn có cả cỗ xe ngựa đó. Tô Bạch hơi hé miệng, nhìn xung quanh. Giờ khắc này hắn có một loại cảm giác bị lừa, mà người lừa hắn chính là Phát Thanh đồng thời hắn đột nhiên phát hiện ra mình đang đứng ở phía trước khách sạn khi nhìn về phía khách sạn đó hắn đột nhiên cảm thấy có hơi quen mắt đúng vậy là quen mắt đây là một khách sạn suối nước nóng trong giây lát thì hắn đã nhận ra trước đây hắn vẫn luôn cho rằng mình ở phía trên nhìn là góc nhìn toàn diện của thượng đế nhưng mà thực ra không phải phát thanh vẫn luôn không đặc tả trực tiếp về khách sạn này nên tô bạch thực ra cũng không có ấn tượng gì đối với cả khách sạn này hết nhưng mà khi mình xuống dưới lại nhìn vào khách sạn này mới phát hiện ra vậy mà khách sạn này là trên một sườn núi đồng thời nửa sau khách sạn rõ ràng là một gian suối nước nóng chỉ có điều gian suối nước nóng này chỉ mới xây dựng qua loa cho xong kết cấu bằng gỗ nhìn rất hoang vu tô bạch duỗi tay ra giấu với cả nửa trước của khách sạn phát hiện ra dường như chỉ cần cho phần chính của khách sạn này một mồi lửa thôi. Vậy sau khi nó hóa thành cho bụi, nhìn thấy phần phía sau, hoàn toàn chính là vị trí đầu tiên khi mình và đám người mập mạp tiến vào chuyện xưa. Khi ấy Tô Bạch nhớ, Hòa Thượng và Gia Thố đang ngâm nước nóng trong khách sạn lớn thiên đường Châu Tế ở cầu Trại Châu, trong hiện thực, đang ngâm mình ba anh chàng này trần chuồng tiến vào chuyện xưa. Mày lại đang chơi trò gì với cả tuyến thời gian sao? Tô Bạch lầm bầm. ngẩng đầu nhìn lên trời. Câu nói này là dành cho Phát Thanh. Đồng thời Tô Bạch cũng cảm giác được một loại ác ý đang bao phủ lấy mình. Đây là ác ý tới từ Phát Thanh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng Phát Thanh đang rất tức giận đối với cả việc mình tiến vào chuyện xưa, mưu đồ can thiệp vào sự sống chết của thính giả khác. Trước đấy Tô Bạch đã nhận được truyền thừa của huyết thi, đã uống máu rồng, cũng đã mô phỏng thân pháp của tử thần. Thân là phần thưởng, chúng đã dư giả có thừa rồi. Vậy tiếp theo đây dựa theo tính cách công tư phân minh của phát thanh, phía dưới chính là sự trừng phạt tới từ nó. Thân là thính giả, lại ngông cuồng can thiệp vào sự sống chết của thính giả khác. Ngông cuồng đi làm việc mà chỉ qua phát thanh mới có thể làm. Đây là một loại chiếm đoạt. Nếu đã đặt thật cổ đại, đối với cả hoàng quyền mà nói, đây là một chuyện rất phạm vào đại kỵ tương đương với cả giả truyền thánh chỉ ra ra phía xa thì mấy kỵ sĩ la vút tới trên cơ thể của mỗi người bọn họ đều mang theo vết thương một kỵ sĩ mặc áo giáp trên lưng ngựa còn chở thêm một người phụ nữ quyền quý người phụ nữ quyền quý này rất hoảng hốt lúng túng ôm chặt mãn tướng quân này bọn họ dường như đang trốn tránh thứ gì đó rất đáng sợ hơn nữa rất dễ nhận thấy có thể trước đó vì mới bị đánh úp chỉ có điều vẻ sợ hãi và hoảng hốt trên gương mặt của người phụ nữ quyền quý đó thực sự không giống như giả bộ nhưng mà cô ta không phải là hóa thân của huyết thi hay sao nếu như huyết thi không ở trên người cô ta thì đã chạy đi đâu rồi tô bạch duỗi tay ngưng tụ ra những kính băng ở bên cạnh mình phản chiếu tầm nhìn về sự tồn tại của mình nếu như không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra được hắn còn đứng ở bên đường mà mấy người bình thường này trong lúc hoảng hốt hiển nhiên sẽ rất khó phát hiện ra được khí túc của hắn. Phía sau bọn họ xuất hiện một đám người mặc đồ đen. Bây giờ đang là hoàng hôn. Một đám người mặc đồ đen, tay cầm loan đao hoặc là đao kiếm, nhanh chóng chạy đuổi theo. Rõ ràng tuy đã phục kích thành công, nhưng mục tiêu vẫn đột phá vòng vây. Mãn tướng quân dẫn người phụ nữ quyền quý xuống ngựa, gõ cửa vào khách sạn xem ra là thỉnh cầu được che chở. Lập tức những người mặc đồ đen này xông vào trong. Ngay sau đấy chính là một cảnh tượng rất buồn cười. Đám người hôn nhi không thể bại lộ thực lực, nhưng mà lại không muốn mình bị giết, nên chỉ có thể dựa vào một vài phương pháp đặc biệt để ngăn cản những người mặc đồ đen có ý đồ xông vào đây. Thoạt nhìn thật sự giống như là phim hành động hài hước Hồng Kông trước đây, có phong cách tương tự với cả Thành Long. Những người mặc đồ đen hiển nhiên có võ công không tệ, nhưng đối mặt với cả một đám thính giả vẫn có hơi không đủ để nhắc tới. bọn họ hoặc là không cẩn thận ngã ngửa đâm vào cột, hoặc là bị nồi xẻng hay là bình rượu đáp chúng mà chết thẳng cẳng. tóm lại chết rất khoa trương và ly kỳ. rất nhanh thì bảy tám người mặc đồ đen xông vào trước đều đã chết sạch. những người phía sau bị dọa sợ đều lùi hết. bọn họ cảm thấy khách sạn này rất tà môn, hoặc là bản thân bọn họ rất suối quẩy bị ông chủ bà chủ và một đám người ném đồ đập cho đầu rơi máu chảy bên ngoài còn có mấy chục người mặc đồ đen bọn họ không dám tùy tiện tiến vào mà lại chọn rằng co ở bên ngoài mà đám người huân nhi ở bên trong hiển nhiên cũng không thể trực tiếp xông ra ngoài giết sạch toàn bộ người mặc đồ đen được trong nhà còn có thể may mắn ném được đồ nhưng mà nếu như xông ra ngoài trên mặt đất trống trải mà vẫn có thể đại sát đại giết Vậy nếu mấy binh lính Triều Thanh và người phụ nữ quyền quý đó không phát hiện ra chuyện không đúng thì đúng là có vấn đề về đầu óc thật. Bọn họ phóng hỏa rồi, định đốt nhà trọ. Lộ thông kêu lên. Còn nơi nào rút lui được không? Mát tướng quân quả người đầy máu hỏi lộ thông. Ông chủ, nơi này có nơi nào rút lui được không? Lộ thông thì bị hỏi như vậy có hơi sững sờ. Cậu ta nhớ thực ra ở phía sau khách sạn này còn có một gian suối nước nóng nữa, chắc hẳn là trước đó ông chủ tự xây cho mình nhưng mà không biết tại sao lại luôn khóa mà lúc này cũng chẳng quan tâm nữa thời gian đám người mình rời khỏi nhiệm vụ chính thứ hai còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ ít nhất thì trong thời gian nửa tiếng này không thể bại lộ thân phận hoặc là lộ ra điều gì khác thường trước mặt đám người mãn tướng quân được bởi vì bại lộ thân phận xuất hiện lạ thường có nghĩa là nhiệm vụ chính thứ hai đã thất bại thất bại trên cơ bản có nghĩa là bị giết cũng bởi vậy điều khiến người ta cảm thấy hoang mang đó là bây giờ trên cơ thể sáu người đều đã bị thương nặng hết phải giả bộ làm người bình thường trước mặt mấy lính triều thanh và người phụ nữ quyền quý này dùng thủ đoạn khoa trương và nực cười giúp bọn họ giết chết đám người mặc áo đen xông vào mà không thể sử dụng thực lực chân chính khiến cho đám người mình người nào cũng đều bị thương cương thi trước đó thì cũng chẳng tạo ra vết thương nghiêm trọng cho bọn họ đến như vậy Nơi này, phía sau cánh cửa này thông với cả gian suối nước nóng ở phía sau. Có thể vào đó tránh trước một chút. Lộ thông nói. Mãn tướng quân một tay ôm người phụ nữ quyền quý, một tay cầm đao, trực tiếp chặt đứt khóa cửa. Lúc này anh ta cũng chẳng để ý đến lễ nghi hay là không lễ nghi, mà trực tiếp gọi mấy tên thuộc hạ còn lại phía sau mình. Đi, lửa cháy tới lôi rồi, đi cùng ta nào. Ngọn lửa lớn bùng lên trước mặt Tô Bạch, lại khiến cho hắn cảm giác được một loại ác ý từ đáy lòng. Loại ác ý này càng lúc càng vượng, thuận theo ngọn lửa, bùng lên càng lúc càng mạnh. Giống như một bàn tay mang theo sự trào phúng trực tiếp bao phủ lấy mình. Trong lòng Tô Bạch thầm nghĩ đây là sự trừng phạt của Phát Thanh đối với mình. Là sự chế nhạo của Phát Thanh với mình. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại càng ngày càng rối rắm và khó gỡ. Khả năng xuất phát từ giáo quan thứ sáu của mình cũng có khả năng là đã quen với thủ đoạn khó có thể tưởng tượng được có phát thanh. Tuy rằng tô bài không rõ sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng không biết rốt cuộc tình tiết sẽ chuyển theo hướng nào. Nhưng mà lúc này hắn lại càng thêm bị dày vò. Sau khi khách sạn bị đốt, trải qua mấy năm gió táp mưa xa phòng trừng cũng chẳng còn thừa lại cái gì. Mà gian suối nước nóng ở phía sau khách sạn, bởi vì cách khách sạn còn có một con đường nhỏ và núi đá, nên ngược lại vẫn có thể được bảo tồn nhưng mà nếu không thể bảo vệ được nó thì vậy cũng có nghĩa là tuyến thời gian vốn bình thường lại xuất hiện sự thay đổi trong đầu tô bạch bắt đầu hiện ra những màn mà mình đã nhìn thấy vào lần đầu tiên tiến vào chuyện xưa cương thi tiên sinh này có lẽ hắn chỉ nhớ rõ con quỷ trong bức tranh và bức họa trên sơn môn đạo gia nhưng mà có khả năng yêu hồ trong yêu huyệt và nhóc con chủ động bỏ vào yêu huyệt cứu mình đã để lại ký ức khắc sâu hơn cả hắn. Thậm chí ngay cả những người luyện khí triều thanh lúc trước cũng mang lại ấn tượng rất lớn cho Tô Bạch. Nhưng mà Duy chỉ có tiết tấu ở phần đầu, những hình ảnh ở mới đầu, sự việc và những phát hiện ban đầu ngược lại không thu hút được sự chú ý của người ta đến như vậy. Thi thể nữ chìm trong suối nước nóng đó và phần bụng bị rạch ra của thi thể nữ. Nhưng mà thi thể nữ của tướng quân Triều Thanh không đầu quỳ bên cạnh ao nước trong gian suối nước nóng quỷ đả tường mà quỷ anh đang cuộn tròn đó bày ra khiến cho hòa thượng và gia thố đã tốn rất nhiều thời gian mới phá giải được tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này tại sao bọn họ lại tồn tại ở nơi này trước đó cảm thấy đây không phải là chuyện quan trọng gì nhưng bây giờ lại đột nhiên trở nên rất quan trọng bởi vì tô bạch thấp thoáng cảm giác được bọn họ sắp nổi lên khỏi mặt nước rồi nếu là bình thường Tô Bạch sẽ không nhịn mà dựng ngón tay giữa với trời để biểu đạt sự khinh bỉ và tán dương của mình đối với cả việc phát thanh tra tấn lòng người. Nhưng bây giờ thân là người tham gia và là người từng trải, Tô Bạch lại không hề có loại tâm trạng này một chút nào. Đủ loại dự cảm và đủ loại điểm báo khác nhau đều cho thấy đây là sân khấu mà phát thanh dựng cho mình. Mình vừa từ trên đó nhảy xuống dường như là một sai lầm, mà hình ảnh cỗ xe ngựa liên tiếp tới và di trong màn sương mù lớn của phát thanh. Phần lớn chỉ là một thủ đoạn để dụ mình nhảy xuống mà thôi. Trực giác nói cho Tô Bạch biết, đứng ở nơi này đừng nhúc nhích, đừng tiếp tục đi vào trong mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất cứ tình tiết nào và bất cứ sự trừng phạt nào, chỉ cần bạn không phối hợp thôi, vậy thì nó rất khó hoàn toàn ngồi lên người bạn. Lúc trước Lệ Chi gần như mang một thái độ không quan tâm, không hỏi han đối với cả hải thiếu gia. Cũng vì vậy mà hải thiếu gia rất nhanh đã bị tô bạch cái sau vượt cái trước. Nhưng một sự tồn tại đáng sợ như lệ chi cũng rất kiêng rè loại thính giả can thiệp và thính giả này. Hành động và cách làm lần này của Tô Bạch có khả năng chính là sự xúc phạm tuyệt đối đối với cả phát thanh. Hòa thượng mập mạp và gia thố chắc hẳn không hiểu được sự cắn trả của phát thanh đối với cả điều này cũng không rõ phát thanh sẽ giải quyết loại chuyện này một cách nghiêm trọng như thế nào bởi vì việc mà tô bạch làm là can thiệp vào số mệnh của thính giả khác trong chuyện xưa ít nhất đối với cả bọn họ mà nói họ vẫn chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy người nào làm qua chuyện này dường như chỉ có mập mạp là đã mơ hồ cảm hứng được chuyện gì đấy cũng đã từng phát ra lời cảnh báo với tô bạch mập mạp vẫn còn đang lĩnh ngộ nhân quả Tuy rằng anh ta đã nhiều lần phủ nhận với Tô Bạch và Hòa Thượng, nhưng mà rất dễ nhận thấy Tô Bạch và Hòa Thượng cũng sẽ không tin lời nói của anh ta. Vậy giúp cục mập mạp đã cảm ứng được chuyện gì? Tô Bạch hít một hơi thật sâu, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngọn lửa lớn đã đốt cháy gần hết, bởi vì những người mặc áo đen này còn đang theo đầu hỏa, khiến cho tốc độ bùng cháy lại càng thêm nhanh chóng. Nhưng mà rất nhanh, sau khi khách sạn hai tầng sụp đổ, những người mặc đồ đen lục soát đống phế tích cũng không tìm ra thi thể nào. Ánh mắt của bọn họ hiển nhiên đặt lên gian suối nước nóng ở phía sau. Đây có vẻ là một cách làm việc ngu xuẩn. Nhưng mà đối với cả người áo đen mà nói thì đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trước đó thì ông chủ và phục vụ trong khách sạn đã dựa vào đồ đạc may mắn giết chết không ít người của bọn họ điều này khiến bọn họ hoàn toàn không dám tiếp tục tấn công mà là chọn cách phóng hỏa ổn thỏa nhất nơi này cũng nằm ở vị trí sườn núi dựa vào thế lửa khách sạn bị đốt cháy rụi xong vẫn tiếp tục lan đến gian suối nước nóng đám người đó sớm muộn gì cũng bị ép đi ra thôi lúc này tô bạch cũng không muốn để ý đến việc những người mặc áo đen này rốt cục bị đám người hôn nhi dọa sợ hay là âm thầm có tính toán bởi vì lúc này, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị một cái bóng màu trắng lướt qua từ trong bụi cỏ thô hút. Nếu mà hắn đoán không lầm, thì đó chắc hẳn là một con thú hoang. Một con thú hoang có thể hình khá nhỏ, nhưng mà tốc độ của thú hoang lại khá nhanh. Đó là một con hồ ly. Lúc này, hô hấp của Tô Bạch đột nhiên trở nên nặng nề. Là hồ ly, thực sự là hồ ly. Rõ ràng là một con hồ ly đã có linh trí nhất định hơn nữa đã có thể hấp thụ được tinh hoa của ánh trăng để tu luyện. Chết tiệt, hồ ly cũng xuất hiện rồi. Cha, cha! Trong đầu của Tô Bạch bắt đầu hiện ra hình ảnh tiểu gia hỏa tập tĩnh bước về phía mình. Đợi sau khi vào trong gian suối nước nóng, lộ thông mới xem như là hiểu được lý do tại sao trước đó ông chủ xây xong gian suối nước nóng này lại bỏ hoang. Thực ra ông chủ chắc hẳn cũng là người bị hại nơi này hoàn toàn không có khả năng dẫn nước nóng ra bể tắm khô cong có vài nguồn suối nhưng mà đã sớm không còn nước nữa rồi bây giờ cũng đã cạn khô thành nhan thạch phơi bày ở bên dưới thực ra thì năm đó ông chủ xây dựng nơi này cũng là do được một người cản thi chỉ dẫn sau khi người cản thi đó xem phong thủy xong thấy phía sau khách sạn của ông chủ có thể xây thêm một gian suối nước nóng đảm bảo có thể dẫn nước nóng ra ngoài ngày sau cũng có thể dựa vào việc này để thu hút được một vài quan to hiển quý tới đây dừng chân nghỉ ngơi ít nhất có thể cạnh tranh làm ăn với cả trạm dịch ở dưới chân núi lại thêm khi ấy ông chủ cũng nghĩ thầm mình luôn tập trung làm ăn với cả người cản thi cũng khó tránh khỏi có hơi suối quạch cho nên muốn mở thêm một lối khác thử đổi nghề xem sao nhưng mà ai ngờ ông ta tốn một mớ tiền mời thôn dân dưới núi lên giúp mình đào suối. Nửa tháng trước, trong bể còn có thể có nước nóng không ngừng phun ra đầy bể. Nhưng mà sau đó bể nước nóng có thế nào thì cũng chẳng dẫn được nước ra nữa. Thời đại này ngược lại cũng không phổ biến thịnh hành suối nước nóng lừa đảo như đời sau. Lại thêm nhiều người có thể tiêu tiền ở nơi này, cũng không dễ lừa gạt như vậy. Ông chủ muốn dựa vào suối nước nóng để cạnh tranh với cả trạm dịch dưới chân núi một chút cũng chỉ có thể nuốt cơn giận, dứt khoát khóa cửa nơi này lại. Nhân tiện nguyên rủa tổ tông 18 đời người cản thi đấy, trách lão ta chỉ phong thủy lung tung. Cũng may sau này người cản thi đó xảy ra chuyện bất chắc gì đó trên đường, tóm lại là không gặp được lão ta nữa. Mãn tướng quân đỡ người phụ nữ quyền quý ngồi xuống bên bẻ nước khô cạn. Một thân binh lập tức chạy tới bên cạnh hồ. Tướng quân, bọn họ lại vây ép tới đây rồi. Mẹ kiếp! mãn tướng quân gầm lên một tiếng giận dữ cầm đại đao bên người rồi đứng lên các huynh đệ cùng ta xông ra ngoài cho dù thế nào thì chúng ta cũng phải bảo vệ an toàn cho phúc tấn và tiểu chủ tử tiểu chủ tử lộ thông có hơi ngạc nhiên sau đó nhìn về phía người phụ nữ quyền quý phu nhân đang mang thai sao huân nhi nghe vậy lập tức tới gần không biết tại sao cô ta cảm thấy người phụ nữ quyền quý này và người mà cô ta đã hạ búi tóc trong phòng tối hôm qua hoàn toàn không phải cùng một người, nhưng mà dáng vẻ lại vẫn giống như như vậy. Loại cảm giác này rất quỷ quái. Trước mắt thì người phụ nữ quyền quý này chỉ cho Huân Nhi một loại cảm giác của nữ quyền nhà giàu sang bình thường. Lúc này thì cũng đã rất hoảng hốt và sợ hãi. Bộ dáng thì sợ muốn chết. Đi, cùng bản tướng quân cùng nhau xông ra ngoài. Nếu mà lần này có thể bảo vệ được Phúc Tấn và Tiểu Chủ Tử, bản tướng sẽ xin vương gia đài tịch cho các ngươi Đài tịch có nghĩa là giúp người Hán được đưa vào trong quê quán Báy Kỳ. Trong mắt của người thống trị Mãn Thanh thì đây được xem là một loại ý nghĩa thu nhận anh làm người của mình. Sau này con cháu đời sau cho dù là đi thi cử hay là đi tổng quân đều có thể nhận được ưu đãi tương tự với cả ý nghĩa hộ khẩu của đời sau vậy. Sáu người Lý Vĩ, Sở Triệu, Minh Khải, Huân Nhi, Từ Hồng, Lộ Thông nhất thời có hơi đưa mắt nhìn nhau ngay sau đó thì lộ thông đưa ra một quyết định cậu ta lùi lại vài bước và đáp chúng ta sẽ ở lại nơi này bảo vệ quý nhân mãn tướng quân thấy những người hán này lại không nghe lời mình lập tức có hơi tức giận nhưng mà đám người áo đen ở bên ngoài lại đang áp sát khiến cho anh ta cũng chẳng có cách nào chém đầu những tiện dân này trước và lúc này nên chỉ đành lập tức dẫn mấy thuộc hạ còn lại của mình xông ra ngoài Đám người áo đen bên ngoài thì không ngờ đối phương còn phản công. Trong lúc nhất thời bị đánh đến có hơi ngơ ngác. Mãn tướng quân thì còn chém chết mấy tên áo đen. Nhưng mà rất nhanh, ngay khi cung nỏ của đám người áo đen bắn tới, mấy thân binh bên cạnh mãn tướng quân đều trúng tên ngã xuống. Trên người của bản thân anh ta thì cũng trúng mấy tên. Nhưng mà cũng may áo giáp kín đáo. Được ngược lại thì cũng chẳng bị bắn trúng chỗ yếu hại. Nhưng mà cũng mất đi khả năng tiếp tục vùng đao những người mặc áo đen thì lại áp sát tới. Đứa nhỏ được mấy tháng rồi. Hôn nhiên ngồi xổm trước mặt người phụ nữ quyền quý và hỏi. Lộ thông thì lại đang không ngừng tính toán thời gian. Cuối cùng khi người áo đen ở bên ngoài còn chưa xông vào đây thì nhắc nhở của hệ thống đã vang lên. Nhiệm vụ chính thứ hai hoàn thành. Nhiệm vụ chính thứ ba sẽ được tuyên bố sau hai tiếng nữa. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm Nhiệm vụ chính thứ hai đã hoàn thành rồi. Mọi người cũng không cần tiếp tục ra vẻ đáng thương nữa. Trước đó ở trong khách sạn, trên người đám người đều xuất hiện thương thế. Thật tình không chết trong tay cương thi mà lại suýt chút nữa bị người thường chém chết trong oan ức. Người phụ nữ quyền quý nâng gương mặt có hơi tái nhợt vì sợ hãi quá độ lên nhìn Huân Nhi. Mập máy. Hơn hơn ba tháng mang thai hơn ba tháng vóc dáng của người phụ nữ này khá lớn lại thêm quần áo khá rộng rãi cho nên trước đó quả thực không hiện rõ bộ dáng mang thai ra ngoài trong lúc nhất thời thì huân nhi có hơi động lòng trắc ẩn quay đầu nói với cả lộ thông cứu cô ấy được không bây giờ nhiệm vụ chính thứ hai đã hoàn thành rồi mọi người cũng mất đi sự rằng buộc lớn nhất đám người mặc đồ đen bên ngoài hiển nhiên cũng không mang đến uy hiếp gì nữa lộ thông thì hơi do dự nhưng mà vẫn gật đầu đáp cứu đi coi như tích âm đức vậy chỉ có điều giọng nói của cậu ta vừa đứt thì giọng của một gã đàn ông đột nhiên vang lên ồ oh, tôi cần cậu cứu sao tất cả mọi người đều sững sờ bởi vì giọng nói đó từ bụng của người phụ nữ quyền quý một tia sáng đỏ đột nhiên lóe lên từ vị trí bụng của người phụ nữ quyền quý ngay sau đó đôi mắt của người phụ nữ quyền quý cũng hiện ra một màu đỏ thẫm. Vẻ hoang mang lúng túng trước đó cũng biến mất sạch chẳng còn đâu. Thứ còn lại thì cũng chỉ là một loại lạnh lùng đến cực điểm. Trong lòng của Hân Nhi chấn động, lúc này cô ta đột nhiên cảm thấy người phụ nữ quyền quý đã kể chuyện xưa với mình trước đó lại trở về. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Hai tay của lộ thông bắt đầu niệm thần chú. Một quỷ ảnh xuất hiện phía sau của người anh ta, sau đó gào thét lao tới thuận theo sự điều khiển của lộ thông xông thẳng về phía người phụ nữ quyền quý đấy chiếc roi trong tay của lý vĩ cũng lập tức được vung ra bay thẳng về phía cô ta minh khải và từ hồng thì lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi rõ ràng dị biến bất chợt này khiến bọn họ có hơi không kịp chuẩn bị thậm chí bọn họ cũng không có cách nào nhanh chóng ứng phó sở triệu thì lại đột nhiên xông về phía cổ huân nhi Lúc này hôn nhi cách người phụ nữ quyền quý đó gần nhất. Người phụ nữ quyền quý chỉ cười lạnh. Đòm đóm mà tranh dám với cả ánh trăng sao. Một giọng nói mang theo vẻ khinh nhiệt mang lên. Trong nháy mắt, một đường tơ máu đột nhiên xuất hiện. Lập tức đồng thời đánh tan một quỷ ảnh của lộ thông và chặt đứt chiếc roi của Lý Vĩ. Cùng lúc đó, ngay khi Huân Nhi cầm trùy thủ xông về phía cô ta, trong nháy mắt, tơ máu đã bao phủ cả Huân Nhi và sở triệu. Sở triệu thì xông lên cũng bị tơ máu trực tiếp đâm thủng mắt cá chân, cả người quỳ dạp xuống. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi, hẹn tập sau nha.